Hi Sister các bạn, chào mừng bạn đã trở lại với channel Revolution. Hôm trước thì mình thấy có một bạn comment là anh hướng dẫn phim trích tổng mở bằng OH đi anh. Đó, ok thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn phim trích tổng mở bằng một tay, ok. Đấy, thì cái con Rubik mình sử dụng trong cái video này là con RS3020. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn. Và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé, ok. Rồi thì trong cái phim trích tổng mở bằng one hand ấy thì nó sẽ có những cái phần mà các bạn làm bằng mở, ví dụ như là các bạn làm F2L các bạn cũng có thể làm này, hoặc là OL các bạn cũng có thể làm, và PL thì các bạn cũng có thể làm. Và PL thì nó sẽ có ba cái trường hợp, mà PL đó là chữ bốn trường hợp, hai chữ U, chữ Z và chữ H là các bạn dùng đến mở đấy. Thì cái PL chữ đầu tiên mình nói về cái phần PL nhé. À, trước nhá, thì là cái phần PLUA và UB thì mình không khuyến khích các bạn dùng mở để một phim trích. Đây mình giải lại cái này cho các bạn xem đã. À thôi, giải bằng một tay luôn nhá. Đây thì cái phần này thì nó cũng chả có cái gì. À đây, đến đoạn này là có mở này. Nếu mà các bạn dùng bốn hướng này, đến cái F hay L nhá, nó sẽ có bốn hướng này. Các bạn có thể, một là các bạn có thể quay như này, các bạn giải nó sẽ cũng được, nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Nếu mà mình sẽ làm như thế mình giải, hoặc là các bạn có thể làm này, giải từ đằng sau này. Đấy, nó bắt đầu nó có mờ này, đến đoạn này có mờ nhá, nó sẽ như thế này này. Vừa nói vừa làm quên xứ mất rồi. Đây nó sẽ như thế này đấy, nên là trong cái đấy nó sẽ có mờ, các bạn nhìn nhá. Nếu mà làm hai tay nó sẽ như thế này này, đây nó sẽ như thế này đấy, đúng như này nhá. Làm lại cặp nhá. Đây nói luôn không tí nó lại quên. Đây nha, đây nha. Mình sẽ nói cái phần F hay L trước nhé. Mở cái tầng mở trong phim trích OH. Đấy, đầu tiên là phần F hay L trước, là tí đến phần O là và đến PL sau. Ok. Đây. Nếu là mà làm một tay, à làm hai tay thì nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn này. Đẩy này, đẩy lên này. Đấy, còn nếu mà một tay thì nó sẽ như thế này. Đấy. Nhá, mình làm bằng một tay cho các bạn xem này. Đây nhá, giải cái này này. Vì cái phần F hay là tự nghiệm nên là mình cũng sẽ không đưa công thức cho các bạn đâu. Và nói chung là video này mình chỉ hướng dẫn phim trích thôi, mình sẽ không hướng dẫn công thức đâu. Nên là công thức thì các bạn có thể xem trên mạng nhé. Đây các bạn nhìn này. Đầu tiên là mình sẽ đẩy cái này xuống này. Mình dùng cái ngón này mình đẩy xuống này. Áp út này, đẩy xuống này. Xong rồi đẩy nó qua này. Xong rồi kéo cái này xuống này, dùng ngón út này kéo xuống này. Lấy ngón trỏ à ngón đúng rồi, kéo qua này. Đấy. Xong rồi bắt đầu nhá. Cái này là mờ đúng không? Mờ như này nhá. Đấy, nhưng mà không có tay này để giữ thì làm như nào? Lấy con ngón này út này này, kéo xuống này. Đấy, kéo xuống để cho nó đúng cái này đã. Xong rồi lấy ngón tiếp theo là ngón áp út này. Các bạn nhìn nhá. Lấy con này kéo xuống này. Đồng thời cầm cái này kéo xuống luôn. Đấy, là nó sẽ được. Nhá, nói chung là đơn giản mà. Này, các bạn nhìn nhá. Kéo cái này xuống này. Dùng ngón áp út này. Kéo nó xuống này. Đấy, lại nhá. Nó sẽ như thế này này. Làm nhanh nó sẽ như thế này này. Đấy, từ đằng sau nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn nhìn nhá, lại nhá. Đấy, mình sẽ làm nhanh một lần cho các bạn xem nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Đây nhá, cặp giải cặp này thôi. Bạn nhìn này. Đó. Đó, cái cặp tiếp theo thì nó sẽ như thế này. Đấy, và cặp cuối cùng đây. Nói chung là nó cũng tùy trường hợp mà. Đó, rồi đến cái đây là chữ Y này. Rồi thì đến cái phần OL thì nó sẽ có một vài cái các bạn có thể dùng đến chữ cái tầng mở này. Và cái trường hợp điển hình nhất là cái trường hợp này. Đây. Trường hợp chữ H này. Nếu mà làm hai tay thì nó sẽ như thế này. Đó. Hai tay nó sẽ như này. Nếu mà một tay nó sẽ như nào? Các bạn nhìn nhé, một tay này thì mình chỉ làm đối lại cái bên này thôi. Đấy là mình làm bằng tay phải nhé. Còn nếu mà bạn làm tay trái thì các bạn phải làm như này. Mình không quen tay trái thì mình sẽ làm bằng tay phải để các bạn xem này. Các bạn nhìn nhé, thì nó cũng đẩy cái này lên thôi. Đầu tiên này đẩy lên này, xong rồi giữ cái này lại. Đây nhá, các bạn nhìn nhé, lấy ngón này này đẩy lên này, đẩy lên, được chưa? Sau đó phải giữ nó lại, xong rồi đẩy cái này xuống này. Đấy, giữ đưa tay đằng sau này, giữ cái chỗ này lại, xong rồi đẩy nó xuống, chứ không nếu mà các bạn không giữ thì nó sẽ bị trượt. Mà ngón này với nó cũng hơi xa mà đấy, mà không giữ thì khả năng nó sẽ bị trượt. Tốt nhất là đưa cái tay vào đây giữ ngón này. Rồi xong rồi đến bước này nhá, đến bước này này
thì dùng cái ngón áp bút này đẩy một phát cái tầng giữa này, nó hai tầng nó sẽ tự chạy xuống luôn. Đấy, các bạn chỉ cần đẩy cái tầng giữa này, hai tầng nó sẽ tự chạy xuống. Lại một lần nữa nhé. Đâu rồi? Hoặc là cái trường hợp này, trường hợp này thì lại không dùng mở rồi. Đây, trường hợp này đi. Đấy, làm lại một lần nữa cho các bạn xem này. Đấy, đẩy ngoài lên này. Xong rồi kéo cái này xuống này. Nhớ phải giữ cái ngón ở giữa này nhá. Giữ ngón này nhá. Kéo nó xuống này. Xong đưa nó qua này. Xong rồi lôi cái này lên. Xong rồi đẩy nó vào. Dùng cái ngón áp út này đẩy đẩy cái tầng giữa, hai cái tầng này nó tự chạy xuống. Đấy. Đấy, đấy là cái finish của cái phần FHL và OHL. Thì bây giờ là đến cái phần PHL. Thì PHL nhìn nó cũng hơi, nó sẽ hơi khác một chút. Các bạn sẽ không thể cầm Rubik ở trên tay để các bạn như thế đâu, mà các bạn phải tì xuống bàn. Những cái phần PHL các bạn phải tì xuống bàn. Thì cái cục Rubik của mình nó hơi trơn, nó đang bị nhảy nút quá nên là mình cầm nó hơi khó một tí. Đấy, các bạn nhìn này, nhảy nút đây nên là nó sẽ bị dính ở bề mặt. Mình đổ nút rất là nhiều nó sẽ bị dính ở bề mặt đấy. Cầm nó hơi bị trơn, mình vừa vệ sinh rồi nhưng mà nó vẫn trơn quá. Các bạn nhìn không cầm được, trơn quá. Rồi, không sao. Rồi, thì cái PL thì nó sẽ, các bạn nên làm finish mở một tay nếu các bạn làm nhá. Thì các bạn chỉ nên làm bằng cái PL chữ H và chữ Z thôi. Còn cái PL chữ U thì mình khuyên các bạn nên làm công thức có R. Đừng có làm mở, nó sẽ bị lâu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đến với chữ H trước này. Đấy, hai tay thì nó sẽ như thế đúng không? Rồi, công thức thì cái này trên mạng nó có rất là nhiều, mình sẽ không đưa công thức cho các bạn đấy nhá. Rồi, đây. Thì đây nó cũng đơn giản thôi, mở hai u đúng không? Các bạn tì cái này xuống, tì một cạnh xuống này, nghiêng đi một tí. Nói chung là để cho nó đứng đứng này này, các bạn nhìn này, nó đứng kiểu này này. Đấy. Đứng tầm này, đứng thẳng này, này. Được. Rồi, thì các bạn này, nếu mà các bạn làm được mở hai thì các bạn làm, còn không thì mình thường mình sẽ làm đẩy bằng hai cái này. Nhìn các bạn nhìn, đằng sau này nó hơi khó nhìn này. Ví dụ mình tì đấy nhá, mở hai này, đấy, xong rồi ví dụ đây là cạnh bàn đi, xong rồi, u này, m2 u2 m2 u m2, đấy, m2 này, u này, ngón này để đẩy u nhá, m2 u2 m2 u m2, còn cái ngón này để giữ Rubik nhá, ngón này để giữ Rubik này, hai cái này cầm vào đây, đấy, cái tay bên phải này, ngón cái bên phải này, các bạn giữ ở giữa này, cái này để u này, cái này để m này, đấy, khi mà m thì các bạn nên giữ tay vào đây một tí. Nếu mà các bạn có thể tì tay vào đây một tí cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ tì trong bàn để mình giải cho các bạn xem nó sẽ như thế này. Nói chung là các bạn cứ để nghiêng Rubik đi một cái góc 45 độ là được. Đấy, các bạn nhìn khoảng 45 độ thôi, không phải đo chính xác đâu. Để này nhá, 90 độ này, 0 độ này thì 45 độ nó tầm này. Đấy, các bạn cứ để tầm 45 độ là các bạn sẽ đẩy được. Này, các bạn nhìn nhá, mình không quay được đằng sau nên nó sẽ như thế này. M2 này, u này, m2 u2 m2 u m2, đấy nó sẽ như thế. À, ngày trước mình đi thi Rubik mình rất là hay tì rồi, mình chơi one hand nên mình rất hay tì rồi. Đấy. Rubik nó đang bị trơn quá, finish nó không thể nhanh được. Ngày trước cũng làm nhanh lắm, như này này, nó bị trượt quá. Nếu mà các bạn tì không chặt nó sẽ bị trượt, nó sẽ bị bay cái này lên. Đấy. Rồi, và đến với cái trường hợp chữ Z thì nó như sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ như thế này nhá, các bạn nhìn này. Đấy. Thì cũng tương tự thôi, cũng tì xuống bàn một góc 45 độ và làm công thức thôi. M2 này, u này, m2 này, u này, m u2, m2 u2, m u2 đó. Rồi, một lần nữa cho các bạn xem nhé. Đó.
Thì nói chung là nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách phân tích tầng mở trong con hen, nó sẽ có phần FHL, OL và PL. Đấy, thì hai cái phần FHL và OL thì các bạn không cần phải tì xuống bàn làm gì, không cần phải tì xuống bàn. Cầm này cho nó đỡ mất thời gian. Còn OL thì APL thì chắc chắn là các bạn phải tì xuống bàn rồi. Đấy. Ok, thì video mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì vui lại chỉ một like, một share và một subscribe để của mình. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chào các bạn.